Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với clip mới nhất của Trung. Thì trong clip ngày hôm nay, Trung sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu sản phẩm Amplifier tích hợp Music Saver và DAC, ba trong một mẫu sản phẩm nhỏ gọn nhất. Đó chính là chiếc Amply của hãng Dilong, Hellam HS2. Đấy, đây chính là sản phẩm trước mặt các bạn đây. Và trong clip ngày hôm nay, Trung sẽ chia clip làm 3 phần. Đầu tiên, Trung sẽ bóc hộp cho các bạn xem sản phẩm này có những gì bên trong. Và thứ hai là Trung sẽ nói đến những cái thông số cũng như là các tính năng của nhà hãng đưa ra mà chiếc HellS này có thể làm được. Và thứ ba là Trung sẽ hướng dẫn các bạn kết nối app HellS trên điện thoại di động và stream nhạc cũng như là thử nhạc cho bạn xem và thưởng thức. Đấy. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng Trung bóc hộp sản phẩm này nhé. Thì bây giờ mình sẽ bóc hộp chiếc Amply này nhé, một sản phẩm tương lai. Bây giờ mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem. Sẽ xem bên trong này nó có những gì nhé. Như các bạn có thể thấy thì nhà sản xuất đã cho chúng ta hai cái lớp hộp, một là lớp bìa cắt tông và một lớp hộp đựng sản phẩm ở phía bên trong. Đây, mình sẽ bóc ra. Đầu tiên như các bạn thấy thì ở phía bên trên nó sẽ là một quyển catalog hướng dẫn sử dụng nhé, của nhà hãng. Thì trong trường hợp mà kỹ thuật viên của HD Radio không thể đến được thì các bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng và tự mình thao tác. Phía bên dưới nó sẽ là hộp phụ kiện. Bên trong thì có những gì thì lát nữa Trung sẽ mở ra cho các bạn xem. Tiếp đến sẽ là sản phẩm chính của ngày hôm nay. Đó chính là chiếc Amplifier của chúng ta. Đây là bên trong còn một vài quyển catalog về Spotify và phần mềm mà ứng dụng HellS nữa, và một phiếu bảo hành chính hãng của anh Duy Audio nhé. Đây, hiện tại thì sẽ đến với nhân vật chính, chúng sẽ bóc nó ra. Để phần phụ kiện thì phía bên trong nhà hãng sẽ cho chúng ta là một dây mạng để cắm mạng LAN nhé, và một dây hai đầu 3.5. dây này thì các bạn sử dụng khi mà mình set up phần mềm HellS qua dây 3.5 thì nó sẽ có tác dụng là truyền cái mật khẩu wifi từ điện thoại nhé sang chiếc Amply, và một dây nguồn để cấp nguồn cho chiếc Amply. Ok, giờ Trung sẽ giới thiệu qua về các phím chức năng chiếc Amply nhé. Đến với mặt trước của chiếc Amply thì như các bạn có thể thấy thì ở đây nó sẽ là một cái biểu tượng HellS, tức là ứng dụng của nhà hãng Dilong họ phát triển. Tiếp theo là một cái phần đèn để hiển thị các cái trạng thái mà khi mà kết nối thì nó sẽ hiển thị ở đây, thì tùy theo từng màu sẽ là từng cái trạng thái kết nối khác nhau. Phía mặt trên như các bạn có thể thấy đó chính là cái logo của hãng Dilong được in chìm trên này đó. Ngay phía bên trên thì nó là một cái quạt tản nhiệt giúp cho Amply hoạt động mà trong cái thời gian dài với công suất lớn mà không xảy ra các hiện tượng nóng hay là các cái hiện tượng mà khi mà mình sử dụng lâu thì nó sẽ bị trục trặc gì đó. Phía bên mặt bên này thì có 3 nút là nút tăng giảm âm lượng, và phía bên dưới nó là nút mute cũng như là nút tắt nguồn. Khi mà các bạn nhấn giữ trong vòng 5 giây thì chiếc Amply nó sẽ tắt. Về kích thước của
cũng như cân nặng của chiếc Omni. Thì như nhà hãng công bố thì nó có chiều cao là 93, rộng là 221 và chiều sâu là 214. Cân nặng tổng của chiếc Omni nó sẽ là 2,8 kg các bạn nhé. Và bây giờ các bạn hãy cùng chung đến với mặt sau để xem chiếc Omni thì có những gì nhé. Như các bạn có thể thấy thì phía mặt sau của Omni thì đầu tiên các bạn sẽ thấy một lỗ chân cắm nguồn này. Nguồn này là nguồn nguồn điện xoay chiều 220 đến 240V nhé. Phía bên cạnh này thì sẽ là hai cầu loa với công suất mỗi cầu nó là 100W cho sở kháng 6 ohm, và nếu khi các bạn sử dụng sở kháng 8 ohm thì nó sẽ là 75W cho một cầu loa nhé. Phía bên này thì là một cổng ao sắp này, cho trong cái trường hợp mà các bạn muốn sử dụng thêm sắp riêng, nó là sắp dùng cho sắp điện các bạn nhé. Ở trên này thì là các cổng line in để sử dụng nguồn nhạc này, đây là cổng quang, cổng tín hiệu truyền tín hiệu quang. Bên cạnh này thì sẽ là cổng USB. Cổng này thì cho phép các bạn stream nhạc qua USB hoặc là ổ cứng rời, cũng như là ở đây các bạn có thể thấy nó điện là 5V trên 1A, tức là cái cổng này có thể sử dụng để sạc cho điện thoại, laptop và các cái thiết bị khác nhé. Phía bên dưới nó là cổng VCA line in, thì cái cổng này các bạn có thể dùng cho đầu điện than rồi thì đầu CD. Và ngay bên cạnh này thì nó là một cổng aux in dùng cho các cái thiết bị mà có ngõ 3.5, thì các bạn có thể stream nhạc qua cái dây 3.5 nhé. Phía bên này là một loop connect để kết nối wifi này, và phía bên trên nó là cổng mạng LAN RJ45 để khi mà các bạn không muốn dùng wifi thì các bạn có thể cắm mạng LAN. Đây thì nó là một núm bluetooth đấy. Ngoài những cái cổng nhạc như vừa rồi mình nói thì các bạn có thể bắt bluetooth cho chiếc Omni này nhé. Một điều cực kỳ là thích thú nữa đó chính là cái con Omni nó tích hợp bộ giải mã các định dạng nhạc cao cấp phổ biến nhất hiện nay, như là các định dạng nhạc như MP3, ALAC, LAC và WAV và nhiều cái định dạng nhạc khác. Có độ phân giải nó lên từ 24 bit và 192 kHz cùng các định dạng như DSD64, DSD128. Đấy, cho chất lượng cái âm thanh ra nó còn cao hơn cái chuẩn CD bình thường. Và độ nối tiếng của con này rất là thấp nhé, độ méo của nó là 0,5%. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm HLS trên chiếc Omni này. Ok, thì đầu tiên để có thể kết nối với ứng dụng HLS này thì các bạn đảm bảo cho mình khi mà bật chiếc Omni của chúng ta lên thì cái đèn nó hiện màu ổ phách này nhá, màu vàng này nhá. Tiếp theo là các bạn tải cho mình trên điện thoại về app, đó là app HLS này, trên App Store và CH Play. Đó. Tiếp theo là các bạn vào trong phần mềm. Phần mềm, nếu mà phần mềm mới nó sẽ hơi lâu. Thì trên này nó sẽ hiển thị lên là khi mới vào nó sẽ hiển thị lên là một bên là demo, bên là setup loud. Thì các bạn chọn setup loud nhé. Tiếp theo nó sẽ yêu cầu chúng ta cắm nguồn cho thiết bị này. Các bạn ấn lec nếu mà đã cắm nguồn. Nó sẽ hiện ra là cho các bạn chọn là cái add device. Thì ở đây của mình là nó là HLS. Đó, thì các bạn chọn HLS. Tiếp theo thì đầu tiên nó sẽ hiện cho mình là speaker, là loa hoặc là sound bar, Omni or Priam hoặc là subwoofer. Thiết bị của ta nó là chiếc Omni thì các bạn chọn Omni. Tiếp theo là các bạn chọn HLS Arm này. Đấy, chính là tên của thiết bị này. Nó yêu cầu mình bật bluetooth lên thì các bạn bật bluetooth lên cho nó, cho chiếc điện thoại này. Đó. Bật bluetooth lên sau đó các bạn ấn yes nhé. Ở đây thì chiếc Omni này, tiếp theo các bạn ấn lec này. Nó hỏi quyền truy cập vị trí trên điện thoại thì các bạn cho phép nhé. Chiếc Omni này thì nó có 3 cách kết nối. Thứ nhất là qua mạng LAN. Thứ hai là đây, mình bật cái vị trí này, ok. Thứ hai là qua mạng Wi-Fi. Thứ ba là qua chiếc jack 3.5 hai đầu mà nhà hãng nó cung cấp cho. Thì hiện tại mình đang hướng dẫn các bạn là setup qua cái mạng Wi-Fi không dây luôn.
Đây nó hỏi đèn trên âm ly nó có phải màu hổ phách không, thì các bạn thấy màu hổ phách các bạn ấn next nhé. Tiếp theo nó sẽ bảo các bạn là ấn một lần vào nút connect ở trên chiếc âm ly. Thì ngay phía sau này nó có một nút connect này, các bạn ấn một lần này. Đó. Sau khi đèn chuyển sang cái màu xanh mà nó nháy chậm này là ok. Các bạn ấn next này. Đây nó đang hỏi là có phải là đấy, có phải là có đèn xanh đang nháy không, thì các bạn thấy nó đang nháy các bạn ấn next tiếp. Các bạn chờ một lúc thôi. Đây, nó đã kết nối rồi này. Đấy. Bây giờ là các bạn cho nhập cái mật khẩu Wi-Fi của cái Wi-Fi nhà mình vào. Thì ở đây mình đang sử dụng Wi-Fi của HD rồi. Ok, mình sẽ nhập mật khẩu. Đây, các bạn sâu phát luôn lên nhìn cho dễ. Đó. Quá trình này nó có thể mất khoảng độ 30 giây đến 1 phút hoặc là hơn. Đó. Đây như là các bạn thấy thì đèn nó đã chuyển sang màu xanh ra trời, tức là âm ly nó đã được kết nối. Thì sau khi kết nối xong nó sẽ cho các bạn chọn tên này. Như là Health at Arm, tức là tên của thiết bị luôn, hoặc là chọn tên theo phòng, phòng ăn, phòng ngủ, rồi thì phòng khách, hành lang. Thì ở đây mình sẽ chọn luôn là tên của chiếc âm ly đó, là Health at Arm nhé. Ok. Cái phần tiếp theo là phần nó hỏi các bạn có muốn kết nối thêm một thiết bị khác hay không. Nếu mà các bạn có thiết bị khác để kết nối thì các bạn ấn thêm S. Đấy, ở đây mình đã kết nối xong mà mình không muốn kết nối thêm thiết bị nào khác thì mình sẽ ấn Done. Ok. Thì phần cuối cùng sau khi kết nối thì nó sẽ hỏi các bạn là có update cái phần mềm mới không. Thì các bạn ấn vào update now nhé. Đó. Và nó cho phép mình có thể auto update này. Thì các bạn tích vào. Tức là có mặc định có wifi thì nó sẽ update cái phần mềm mới cho các bạn. Ok, ấn like. Cái quá trình update cái firmware này nó có thể mất khoảng độ 5 phút. Thì bây giờ Trung sẽ để ở đây. Để cho cái con âm ly này nó có thể update. Thì Chúng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong vài giây tiếp theo nhé. Ok, vậy là mình đã update xong nhé. Đấy, các bạn đăng này. Bây giờ nó sẽ vào ứng dụng HealthS. Thì trong này nó có những gì thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm nhé. Cũng như là mình sẽ thử nhạc cho các bạn luôn. Từ nguồn nhạc từ... Đây, ok, các bạn chờ một lát nhé. Để nó loát ra vào trong phần mềm. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là thử nhạc cho các bạn từ các nguồn khác nhau. Thì trước khi thử nhạc, Trung sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về cái ứng dụng HealthS này nhé. Đầu tiên khi mà sau khi kết nối xong thì ở đây nó sẽ hiển thị những cái nguồn nhạc vào này. Như ở phía bên trên là Spotify và TuneIn này. Thì cái này chắc là các bạn biết rồi, mình sẽ không nói tới. Phía bên dưới sẽ là phần Headphone, thì nó sẽ sử dụng cho cái nguồn nhạc từ trực tiếp từ điện thoại các bạn. Bên cạnh đó là Music Saver. Thì cái này mình ở nhà mình có những cái music saver mình kết nối cùng cái mạng LAN trong nhà. Như là mình đang để là phòng phim ấy, thì nó cùng với mạng. Thì các bạn có thể chọn nhạc từ trong cái phần music saver này nhé. Ở đây thì tạm thời mình không có cho nên mình sẽ không demo ra được cái nhạc trong đấy. Phía bên dưới thì có phần là USB music. Thì trong này hiện tại chúng đang cắm thử một cái USB phía đằng sau rồi. Thì cái này mình sẽ thử nhạc luôn cho các bạn trên cái USB này nhé. Đây, mình sẽ chọn một bài bất kỳ đi. Ok. Đây, ok. Bật lời nào. Mời các bạn thưởng thức nhé. Ok, mình sẽ cho to một chút. Xuân không phai, sương
Ok, vừa rồi là một đoạn thử nhạc. Thì tiếp theo phần dưới nó là phần playlist History Input. Nó là những cái phần playlist mình sử dụng, mình muốn tạo ra một playlist riêng cho mình ấy. Tiếp theo là phần mà mình hay nghe, và bên dưới là mục yêu thích của mình. Còn phần input này thì các bạn có thể chọn là input ở trên chiếc âm ly, ví dụ là aux in này, line in và optical in. Trong chiếc âm ly này mình có một cái chỗ nó rất là độc đáo nữa ở trên cái phần mềm này đây, các bạn có thể chọn ấn vào dùng cái ký hiệu bánh răng ở phía bên trên này nhá, các bạn ấn vào My Device này, bạn chọn Help Arm này, ở trong này thì cho các bạn đổi tên này đây, và phía bên dưới đó là phần Network, tức là phòng phim 2.4 là cái mạng mình đang sử dụng. Và một cái điều cực kỳ hay nữa là các bạn có thể chỉnh EQ trên này, cái equalizer nhé, chỉnh chép này đó, chỉnh bass rất hay phải không ạ. Phía bên dưới thì nó cho phép mình chỉnh cái phần ba lăng của loa. Phần quality này nó sẽ là cái phần truyền phát mạng, tức là phần low mô này nó sẽ là cái truyền phát mạng tốc độ 2,4 GHz, và phần 2 nó sẽ là phần 5 GHz. Con này nó hỗ trợ cả hai cái truyền phát mạng nhé, thì ở đây mình sẽ chọn là hai luôn, tức là truyền phát mạng tốc độ nhanh luôn. Đây nó cho phép chọn giới hạn volume limited, tức là các bạn có thể bật 80, 85, 90, 95, hoặc là các bạn off đi thì nó sẽ là bật max công suất 100% luôn. Ok, đây là hai cái mà mình cực kỳ thích, nó chính là chỉnh EQ và cái phần là chọn là tốc độ truyền phát. Ok, vừa rồi thì mọi người đã cùng chung tìm hiểu và trải nghiệm về chiếc Help Arm HS2 này. Thì các bạn có thắc mắc gì có thể comment ở phía bên dưới, cũng như là nếu muốn trải nghiệm sản phẩm thì có thể đến ngay các showroom của HD Radio tại miền Nam và miền Bắc, hoặc là gọi lên số hotline 1800 0042 để được tư vấn. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website hdradio.vn để tìm hiểu về các thông số kỹ thuật của sản phẩm. Còn bây giờ, Trung xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Xin chào. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.